tính giá trị xuất kho ra cho từng công ty nhé. Bởi vì khi mà mình mới xuất kho thì mới chỉ ghi nhận có mỗi số lượng thôi đúng không? Cho nên là phải vào kho tính giá xuất kho ấy. Thực hiện nhá. Đồng ý này. Đó, sao lưu. Tức là phần mềm hỏi có sao lưu trước khi tính giá xuất kho không thì mình chỉ nói một câu là không cần. Không cần sao lưu bởi vì đằng nào mình cũng tiến tới ấy. Cái mục đích là mình phải tính lại cái giá xuất kho cho từng công trình nhé. Cho nên mình mới bấm không nhá. Nếu mình không có phần mềm nó sẽ chạy rất là lâu. Đấy, ý nghĩa của nó là như thế. Chị cũng còn có mỗi mình em với một bạn nữa cho nộp báo cáo thôi. Còn lại xong hết rồi. Chị ấy, em hỏi cái công ty xóa mà mình không nâng cấp lên ấy, thì mình phải kết xuất là để nhập vào cái báo cáo mới nộp được rồi chị. À không, của em vẫn có phần mềm, công ty của em vẫn có bản quyền ở đây, không sao cả em nhá. Chút nữa, cứ đến đoạn đấy chị sẽ dạy cho em. Không cần. Rồi ok. Thế tại vì em nộp lại từ 2019 mà em không nộp được, em lại phải mua nhập vô HT báo cáo. Bị cái đổi là như kiểu là mình không có cái mẫu không đúng ấy. Rồi được rồi, thôi được rồi, tí nữa đến đấy thì chị sẽ xử lý. Bây giờ tiếp tục này. Phần giá thành này, biểu tượng giá thành đây này, thấy chưa? Thấy rồi đúng không? Mức thứ hai là mình vào giá thành ạ. Đúng rồi, bước thứ hai mình vào phần giá thành, đúng không? Rồi. Giá thành xong mình bấm chữ công trình ở đây này. Mình công ty ạ. Công trình ở đây thì mình sẽ bấm xác định kỳ tính giá thành này. Chưa? Xác định kỳ tính giá thành. Ừ, ở phân hệ giá thành nó sẽ có rất nhiều ấy, loại giá thành, em thấy chưa? Thế nhưng mà em đang là công ty xây dựng. Nên mình chọn công trình ạ. Đúng rồi, cho nên mình chỉ chọn mỗi công trình thôi, xác định công trình. Công trình thì theo cái chị hay làm việc là trước mắt chị sẽ xem ấy, mình đã từng tạo chưa? Thì mình chưa từng tạo, bởi vì mình chỉ bấm chữ năm nay mình lấy dữ liệu một cái ấy, nhá. Thì mình chưa từng tạo, mình bấm thêm, thấy chưa? Thêm sau đó mình chọn năm nay nhá. Sau đó mình bấm chữ chọn ở đây này. Rồi mình sẽ chọn ở đây này. Đấy là cách thứ nhất. Chọn tất cả các công ty. Đúng rồi, đây là cách thứ nhất thôi. Còn chị hay bấm chữ lấy dữ liệu. Bởi vì nếu những công trình nào phát sinh ở năm 2020 ấy, nó sẽ xuất hiện cho mình. Sau đó mình bấm cất ở đây. Thấy chưa? Cất xong rồi nó đi đâu rồi, mình chỉ bấm lấy dữ liệu lên một cái ấy, là mình sẽ thứ nhất nó sẽ chạy lên cái lũy kế đầu năm ấy, có nghĩa là cái 154 ấy, trở ra của năm ngoái ấy mà chị sẽ em lấy từ bên bản cũ ấy đưa sang ấy. Đấy. Còn phát sinh ở trong kỳ này tức là phần mềm nó đã lấy lên được cái nguyên vật liệu trực tiếp ấy và nhân công trực tiếp có nghĩa là em có theo thông tư 133 em cho khoản một chi phí vào ấy tương ứng với cái công trình vào thì như vậy tổng chi phí của mình là 21 tỷ. Tuy nhiên đến đoạn này chưa thể nói lên 21 tỷ được, mình phải tiếp tục này. Đến đoạn phân bổ chi phí em nhìn thấy bên cạnh không? Rồi, phân bổ chi phí. Bước thứ 3 là phân bổ chi phí ạ. Đúng rồi. Bước thứ 2 thì cũng có thể xem, muốn xem không phải xem ở đoạn này mà mình phải vào chỗ quy trình đây này nhá. Quy trình đây này, bấm tập hợp chi phí này, bấm đồng ý này. Thế thì chỗ này là tất cả những cái chi phí ấy về nguyên vật liệu ấy. Theo định khoản là nợ 154 có tài khoản liên quan ấy. Nhưng bên thống kê nó đầy đủ khoản chi phí và tên công trình thì nó sẽ lên cho em cái mục thứ hai, em hiểu chưa? Và mục này mình chỉ để xem thôi nhá. Và chứng minh ở phần đây này, danh sách công đây nó là 13 tỷ thế này nhá. Cụ thể mình xem thì phải vào quy trình tiếp theo. Bình thường phải là bước 2 là bước tập hợp chi phí, nhưng chị vừa bảo cho em xem rồi thì mình sẽ chạy sang phần phân bổ chi phí luôn đấy. Bấm đồng ý. Ở đây mới chỉ có mỗi chi phí trích khấu hao tài sản cố định thôi. Còn về công cụ dụng cụ chị chưa thấy em phân bổ đây này. Thế thì chị xem lại một chút vào bảng cân đối tài khoản ấy. Công cụ dụng cụ hôm trước em có phân bổ. 242 có phân bổ. Tuy nhiên là chủ yếu toàn là phân bổ vào phí quản lý, đúng không? Chứ không có. Đúng rồi, toàn là quản lý cả. Đúng rồi. Cho nên bây giờ mình quay lại chỗ giá thành nhá. Bấm chữ phân bổ chung ở đây. Đồng ý. Chị sẽ bấm phân bổ nhá. Đối với xây dựng nhá thì chỉ chọn tiêu thức phân bổ theo nguyên vật liệu là hợp lý nhất. Mình chọn tiêu thức phân bổ. Tiêu thức phân bổ nó đã mặc định là nguyên vật liệu rồi nhá. Có nghĩa là em không cần làm gì hết. Tiếp theo đến phần nghiệm thu này. Nha. Em mà làm thông tư 200 thì ở đây sẽ có một cái phần kết chuyển chi phí. Tức là bước 3 phải là bước kết chuyển chi phí ấy.
và bước 4 là bước nghiệm thu, nhưng mà em đang làm thông tư 133 cho nên là chỉ có nghiệm thu thôi, bỏ qua phần kết chuyển chi phí, em hiểu chưa? Dạ, nhưng bước tiếp theo là nghiệm thu ạ. Đúng rồi, nghiệm thu là gì nhỉ? Bấm vào đây, sau đó mình bấm chuyển lấy dữ liệu này. Dạ. Nghiệm thu là gì? Nghiệm thu có nghĩa là đối với doanh thu là từng này tiền thì ta đã bỏ chi phí vào bao nhiêu rồi nha. Dạ rồi. Nhưng mà mới nhắc qua một cái thôi thì đã thấy là em thấy lỗ tanh bành ra rồi. Đây, chưa nói chung là mình chưa cho nhân công vào ấy, mình cho vật tư nhiều quá nha, đúng không? Dạ. Đúng, cho nên là mình sẽ, chị sẽ dạy cho em để em cân lại vật tư nhá. Trong chiều nay phải cân lại vật tư cho chị, xong chị nhắc nhân công vào. Bây giờ chị sẽ chọn này, tạm thời đến đây chọn nhá. Thì cho em hỏi một chút ạ, khi em lọc cái 154 của cái chi tiết từng tài khoản á, thì em cần giữa cái tổng số dư nợ 154 với cái số em đang nghiệm thu, thì em để em cắn la lơi ra đấy chị ạ. Nó sao khi nó vào đấy nó nhảy cái chi phí khác hay sao mà nó lại đi lâu à chị? Thứ nhất là em đang còn có 8 tỷ đầu kỳ nữa em ạ. Kiểm tra lại 8 tỷ đầu kỳ ấy của em ấy là 8 tỷ đầu kỳ đó em để cho các công ty khác thôi chứ không để, không liên quan đến công ty này đúng không? Vâng ạ, vâng ạ. Rồi bây giờ thế này, ok em. Rồi vậy bây giờ nhá, tất cả những chi phí, tất nhiên là chị nhìn ở đây là mới chỉ nhìn ở góc độ là tất tần tật là doanh thu và giá vốn, nhưng mà có một số công trình mình sẽ không nghiệm thu, đúng không? Đúng không em? Thế bây giờ những đúng rồi. Đầu tiên chị sẽ chọn hết tất cả này nhá. Cách làm nhanh nhá. Chọn hết tất cả này, xong em lọc ở chỗ này doanh thu bằng không, được chưa? Rồi. Ý là không nghiệm thu năm 2020 ạ. Rồi sau em bỏ. Dạ. Là đây gọi là kỹ năng sử dụng phần mềm cho nhanh. Dạ rồi ạ. Sau đó lại bỏ lại. Đi lên một cái. Thấy chưa? Nhanh không? Dạ rồi. Chứ không phải ngồi chọn cho nó mất thời gian, đúng không? Dạ rồi ạ. Đồng ý. Thì mình nhìn này. Ồ, doanh thu và giá trị nghiệm thu ấy sát nhau lắm rồi nhá. Đúng không? Nhìn thấy không? Doanh thu 16 tỷ này. Giá vốn cũng 16 tỷ không, doanh thu 16 tỷ 553 ấy. Giá vốn 16 tỷ 051 ấy. Mà mình còn chưa đưa lương vào. Như vậy ở đây chị sẽ chọn là 6322 nhá. Giá vốn công trình của em là chủ yếu là giá vốn công trình thôi nhá. Năm nay chị đẩy hết vào 6322. Sao xét cho các dòng dưới. Đoạn này hiểu chưa nào em? Chưa, em chưa hiểu đoạn này. Chưa hiểu đoạn này rồi, chưa hiểu chỉ giảng lại này. Đúng rồi đấy, chưa hiểu là phải nói ngay là chưa hiểu. Đến phân bổ chi phí là mình hiểu rồi đúng không? Dạ rồi. Đến phần nghiệm thu công trình. Nghiệm thu công trình có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình sẽ tất cả những cái gì mà em đặt toán vào 154 ấy cho từng công trình ấy, thì đến đây nó sẽ đưa lên theo công trình. Tất nhiên nó muốn lên được phải bấm chữ lấy dữ liệu. Chứ không lấy dữ liệu thì nó là số liệu này trắng tinh không được nhá. Lấy dữ liệu. Thế thì đến đây đầu tiên chị sẽ chọn tất cả các sổ tích. Dạ rồi. Nhất trí chưa? Nhưng rồi. Ở chỗ doanh thu này chị sẽ chọn bằng không. Để bỏ nó đi, bỏ những công trình không làm chú ạ. Đúng. Ok chưa? Dạ rồi ạ. Sau đó lại quay lại lên doanh thu trống. Đi lít khổ không đi ấy nhá. Dạ rồi ạ. Không đi, sau đó bấm chữ đồng ý. Dạ rồi. Hiểu chưa nào? Thì nó hiện. Dạ rồi, nó hiện đây đoạn này là nó sẽ hiển thị những công trình mà mình có nghiệm thu. Đúng rồi. Nhưng qua tất nhiên là phải đi qua hai thao tác một chút. Như chị nói đó là phải sử dụng kỹ năng phần mềm. Dạ rồi. Để mình bỏ những cái công trình nữa đi. Mình không làm thủ công mà mình làm cách nhanh nhất. Nghe chưa? Dạ. Rồi, dạ rồi ạ. Mình bấm đồng ý. Thì nếu như vậy đến đây thì phần mềm đang đẩy là 63221 là giá vốn của thương mại. Chị làm kế toán, chị làm chi tiết lắm. 511 thì chị đi với 6321. Nhưng mà 5112 thì chị sẽ chọn 6322 cơ. Dạ rồi ạ. Cho nên chị chọn 6322 ở đây. Chứ chị không chọn 6321. Dạ rồi ạ. Sau đó bấm phải chuột, sao chép cho các dòng dưới. À. Nhanh không? Nó từ khác sửa, khỏi phải đi sửa chi tiết từng lần nó lâu đúng không? Đúng rồi, sau đó mình bấm cất. Tất nhiên là mình phải có sử dụng kỹ năng kiến thức của xây dựng cộng với kiến thức của phần mềm ấy. Mình sẽ giải quyết công việc một cách nhanh nhất nhá. Dạ rồi ạ. Ok, như vậy đến đây đóng nhá. Nghiệm thu. Dạ rồi ạ. Rồi. Nhưng mà em vẫn thấy thắc mắc là tại sao em có làm một cái bảng xéo để em đưa cái chi phí vào cho nó cân đối, không bị lỗ mà cây thì lời quá mà cái lỗ quá ấy. Thì cái tương đương là em cũng để nó sắp xỉ nó thiếu khoảng 2 tỷ mấy. Ý là chưa đưa lương vào sao bây giờ nó lại tương đương như thế thì
Cái này nó đã đưa cái 642 vào chưa? Chị em 642 chi phí ấy. Ừ, không phải cái các cái khoản khác là mình đã chưa phân bổ đúng không chị? Mình chưa phân bổ vào sao? Bây giờ em thấy là vì những cái công trình em để có những công trình mà doanh thu lớn em để là chưa đưa lương vào ấy, là đang còn thiếu chi phí khoảng 5-700 nữa. Rồi là có công trình có chúng là em cân đối tương đối ấy, không để cho nó sát sát mà sao bây giờ nó lỗ này là em hiểu vì sao? Chị hiểu ý của em. Vậy để chứng minh, chị chỉ chứng minh cho em xem. Dạ. Em vào chỗ sổ cái đây này. Biểu tượng sổ cái này. Ta bấm vào chữ kết chuyển lại lỗ nhá. Dạ dạ. Ừ, ta bấm chữ thêm. Chọn 31 tháng 12. Em cân nhưng mà em cân không thể bằng chị cân được. Dạ rồi. Là em sẽ có vấn đề sai và chị sẽ chứng minh cho em ấy. Em sai ở đâu? Bây giờ trước mắt là em phải nắm được vấn đề là kết chuyển chi phí lại lỗ này nhá. Dạ rồi. Okay, dạ rồi. Sau khi mà mình kết chuyển lại lỗ xong ý, thì mình sẽ vào báo cáo nhá. Dạ. Báo cáo tài chính. Em nhìn chị mà xem này. Ở đây. Thứ nhất, đó là 154 của em nhá, là đầu kỳ là 8 tỷ này. Dạ rồi ạ. Trong kỳ là 13 tỷ này. Đúng không? Dạ. 8 cộng 13 là bao nhiêu? 21 tỷ ạ. 21 tỷ. Rồi. Trong khi đó doanh thu của em là có 16 tỷ. Đúng không nào? Nhưng mà chị ơi, cái 8 tỷ bán nữa cái đầu kỳ á thì em không cho vào cái các cái công trình mà có nghiệm thu năm nay ạ. Rồi. Ok, để đấy là một vấn đề rồi đã. Đấy là phần các công trình năm nay không liên quan đến 8 tỷ đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nghĩa là công trình của em năm nay chỉ có các cái kéo 154 của cái đầu kỳ 2020 thì nó nằm ở các cái công trình. Vậy ý của em là 16 tỷ trừ 13 tỷ ở đây, đúng không? Là em còn lại. Nhưng tại sao lại đưa vào đây là 13 tỷ nghiệm thu? Dạ vâng ạ. Ý của em là như vậy thì rồi. Dạ vâng ạ. Bây giờ để chứng minh em vào phần giá thành nhá. Dạ. Ừ, tổng hợp chi phí dòng thứ ba, tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh nhá. Dạ rồi ạ. Chọn đối tượng theo công trình nhá. Rồi ạ. Năm nay nhá. Dạ. Đó, chọn tất cả các công trình nhá. Rồi chọn tài khoản của năm tư. Chưa? Dạ rồi ạ. Đồng ý đây thì em sẽ đi ngồi xem những cái công trình ấy liên quan đến 8 tỷ đầu tiên này, thấy chưa? Dạ rồi. Công trình này này vẫn đang còn dư này. Đây, một công trình nhá, 1 tỷ 5 này, có thấy không? À dạ rồi. Là một cái này, đã kết chuyển vào rồi nhá. Dạ. 13 tỷ cộng 1 tỷ 5 là hơn chưa? Đúng không? Cả dạ rồi. Một công trình thứ hai này. Thế cho nên chị bảo là không thể nào em cân đối, nhưng mà chị phải có chứng minh cho em ấy. Thì em chưa hiểu cái vấn đề của nó. Đó, em chưa hiểu vấn đề. Cái này vẫn dở dang này. Dạ. Cái này nghiệm thu rồi này, đúng không? Dạ. 1 tỷ rưỡi. Dạ rồi, đúng rồi ạ. Đúng rồi. Cái này cũng bị nghiệm thu này. Dạ. Ừ, vậy xuất khẩu ra nhá. Để tìm. Bây giờ tìm và sửa thôi. Tìm và sửa. Em hiểu chưa? Dạ rồi ạ. Sửa thì bằng cách nào? Tìm nguyên nhân thì tìm ra rồi đấy. Thế nhưng mà bây giờ phải sửa lỗi. Một là món này, đúng không? Số dư âm đúng rồi. Hết này. Hai là công trình này. Dạ rồi. Công ty này, thêm 14 này, nghiệm thu mất rồi. Đó, thế thì chứng tỏ là những công trình này đã nghiệm thu chưa? Dạ đúng rồi, nó nghiệm thu đúng như thế đúng không chị ạ? Vậy thì giờ em sót. Phát... Hả? Đúng rồi, em sót công trình 2, công trình này đấy. Rồi, vậy chị hỏi em, 13 tỷ cộng với cái này của em nhá. Thì chả phải là 16 tỷ rồi, 3 tỷ 075 ấy. Có sai đâu. Dạ, vậy đó cái em sai. Vậy bây giờ cái mục đích của em như thế nào để chị hướng cách xử lý cho em để mà chêm lương vào luôn nào? Em muốn nó phải có cái lời, cũng có lời không lỗ ấy. Nhưng tất nhiên mà nếu như mà bây giờ mà kéo tồn khó thì những cái tồn khó mình kéo từ năm 2019 giờ mà kéo tiếp thì nó không hợp lý đúng không ạ? Chị hỏi này, các công trình này còn năm 2020 không? 2021 không? Dạ không ạ, không ạ. Không. Dạ vâng. Không có 2021. Thực chất những công trình này này là em không cho chi phí vào đâu, rất ít. Dạ đúng rồi ạ. Cho nên là những công trình này ổn rồi, không cho lương vào những công trình này nữa đâu. Chỉ cho như thế này vào nghiệm thu thôi. Đúng không? Nếu mà có vận liệu vào mà mình không cho lương cũng có được không ạ? Không sao cả, bởi vì là công trình này kết thúc rồi, hoặc em cho một người bảo vệ ấy, dọn dẹp thôi, một ít tiền thôi ấy, để gọi là duy trì cái công trình đó đến cái thời điểm này mình mới nghiệm thu ấy, để làm cho hợp lý hồ sơ của mình.
đấy là xét về mặt tổng hợp nhá, tổng hợp báo cáo tích từng công trình. Thế rồi em sang bên một cái bảng khác nha, đây là bảng này, bảng tổng hợp. Em sang một cái báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình ở dưới này này. Và bây giờ đây chính là việc phân tích lãi lỗ của từng công trình nha. Phân tích lãi lỗ của từng công trình thì em nhìn thấy có một cái lãi lỗ đây này nha. Thì nó đổ, nó lỗ. Đúng, chưa đưa lương vào mà đã lỗ như thế này. Thì bây giờ mình cũng sẽ xử lý nó ấy, bằng phương hướng kết xuất nó ra. Nhưng mà trước khi kết xuất ra, tốt nhất ấy, hãy lọc cái công trình nào ấy. Có giá trị cái bằng không á, nó không á. Không, nó bằng không ấy. Để mình nhìn cho nhanh ấy. Đây là những công trình nhỏ không? Trước khi nó bớt chi phí nguyên liệu ấy. Lỗ nha. Tí nữa vào bỏ vòng folder nhá. Chỉ đang tạm thôi. Delete nó đi. Và những công trình là lớn hơn không? Ưu tiên những công trình ấy, nhỏ hơn không ấy, cần phải xử lý trước đúng không? Đây lớn hơn không, nhưng mà có những cái lớn hơn ít như thế này ấy, tí nữa mà phân bổ nhân công vào ấy thì nó lại bị lỗ đấy. Đúng rồi, cho nên là chỉ có những công trình mà lãi nhiều nhiều này. Nghe chưa? Thì mình sẽ bớt giữa những công trình bị lãi nhiều nhiều ấy sang cho công trình lỗ. Được chưa? Cái này làm được không? Cắn chi phí cho nó hợp lý ạ. Đúng, cắn chi phí cho hợp lý. Tuy nhiên là để chị sẽ hướng dẫn cách cắn cho nó nhanh. Dạ vâng ạ. Đây là phần lãi này. Dạ vâng. Ok, thế đến phần cân chỉnh ấy, cho các công trình ấy. Rất là đơn giản thôi. Và bảng đăng nối tài khoản. Dạ vâng ạ. Tìm đến tài khoản 154. Dạ đúng rồi. Rồi sau đó chọn hạng mục chi phí là nhất, hạng mục chi phí của em không bị trống. Nhưng mà bây giờ chị sẽ lấy công trình cho em lên ấy nha. Anh chị trình vào đây. Nghĩa là thế này, mục đích của chị là chị muốn em lấy chi phí của công trình này có thể đảo sang công trình khác. Đúng không nào? Mà ngay cái bảng tổng hợp ấy mà chị gửi cho em ấy, tổng hợp chi phí lãi lỗ ấy, ở ngoài desktop ấy. Thì là chị em đang biết được công trình nào lãi, công trình nào lỗ, đúng không nào? Em muốn bớt cái gì sang cái gì ấy thì chỉ bằng là vào sổ chi tiết 154 theo thông tư 133. Đúng không nào? Mà muốn biết được cho công trình nào thì phải bấm chữ mã công trình ở đây. Mã công trình đây thì bây giờ mình lọc cái này, ví dụ công trình 97 chẳng hạn nhá. Đúng không? Công trình này đi. Thì em phải xem được là 154 này em muốn chỉnh cho về ấy. Đầu tiên là mình nhìn cái bảng tổng hợp là cái công trình lỗ và công trình lãi ấy. Âm dương ở bên ngoài desktop thì chị để ấy. Để em nhìn là em muốn bỏ cái nào đi, thay vào công trình nào, bớt cái nào đi. Đấy chứ? Thì em sẽ tự cân. Cân xong rồi em lại quay lại, tính lại giá này. Nhá. Và để sao cho nghiệm thu như thực như thế ấy. Để cho lợi nhuận gộp của nó ấy, khoảng tầm 1 tỷ rưỡi, 2 tỷ. Được chưa? Thì khi đó thêm lương vào.